nét qua đường có bao giờ bật xi nhan đâu. Trời trời. Lúc trước tập lái trong khuôn. Chợt qua xí, chợt qua phải xí, bắt đầu mình đánh xi nhan thì trái không qua. Rồi, rồi, rồi phía sau, quanh này từ từ, thắng lại, quanh này, quanh này. Quanh nãy giờ mình quan sát xe nó như bên đây nó đâm đến. Quán nào bên phải bên trái? Bên phải nha. À.